cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài thầy đã nói với các con điều này để niềm vui của thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của thầy, các con hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của thầy. Nếu các con thi hành những điều thầy truyền, thầy không còn gọi các con là bạn là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì thầy nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho các con biết không phải các con đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại để những gì các con xin cha nhân danh thầy ngài sẽ ban cho các con Thầy truyền cho các con điều này là Các con hãy yêu mến Thầy Kính thường ông bà anh chị em Chúa nhật tuần trước Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho Để diễn tả tương quan sự sống của Ngài với các môn đệ Chủ nhật hôm nay Mối tương quan sự sống này lại được diễn tả qua việc ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy Tình yêu của Ngài dành cho các môn đệ giống như tình yêu mà Chúa Cha yêu mến Ngài. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ bằng một tình yêu bước trước, một tình yêu gợi mở. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhưng chính người đã yêu mến chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Thánh Phaolô đã chia sẻ cảm nhận tình yêu này khi nói bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta là ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì theo đúng kỳ hạn Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ và mời gọi các môn đệ đáp lại tình yêu của ngài bằng việc anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Việc ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu không phải là lòng thương hại, nhưng đây thật sự là một ân huệ nhưng không đến từ thiên chúa. Tình yêu này đưa các môn đệ vào trong sự sống thân mật với thiên chúa. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Chúa yêu Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ. Ngài không yêu thương các môn đệ bằng cách ban một loạt các đặc ân kỳ diệu, mà Ngài muốn các môn đệ ở lại trong tình yêu của người. Kính thương bà anh chị em, Tình yêu cốt là ở lại trong nhau. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Người muốn các môn đệ được sống gần gũi, thân thiết với Ngài, đồng thời trở thành bạn cộng tác với Ngài trong sứ vụ yêu thương. Chúa Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha bằng cách tuân giữ các điều răn, tuân giữ các lệnh truyền, thực hành ý muốn của Chúa Cha. Và đó cũng là cách mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của người. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Tình yêu không chỉ hệ tài ở lời nói, nhưng hơn nữa, phải liên lụy cuộc sống của mình vào cuộc sống của người yêu. Sự liên lụy này được thể hiện một cách cụ thể qua việc sống ý muốn của người yêu. Chúa Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha bằng cách ngài để cho ý muốn của Chúa Cha chi phối toàn bộ cuộc sống của mình. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này với dân chúng và những người lãnh đạo Do Thái. Tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng để làm theo ý đứng đã sai tôi tôi không thể tự mình làm gì tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi nhưng theo ý đứng đã sai tôi hay như lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đứng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người ngay cả khi đối diện với đau khổ và cái chết, Chúa Giêsu vẫn một lòng chọn làm theo ý Chúa Cha, lại Cha nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. kính thưa ông và anh chị em, như vậy khi chúng ta để cho ý muốn của Chúa Giêsu chi phối cuộc sống của mình là lúc chúng ta đang ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm thực tế cuộc sống cho thấy yêu ai thì chúng ta tìm đủ mọi cách để thực hiện ý muốn của người ấy. Khi yêu ai rồi thì ý muốn của người ấy là ưu tư ưu tư hàng đầu. Thông thường người chồng yêu thương vợ là tìm cách làm với ý vợ. Người con yêu thương cha mẹ là người con tìm cách làm theo ý muốn của cha mẹ. Tuy nhiên, ý muốn của con người thường giới hạn, vì thế mới có những trường hợp người mẹ yêu thương con nên chiều theo ý muốn của con và dẫn tới hậu quả khóc dở, chết dở. Kính thưa ông bà anh chị em, theo báo tuổi trẻ ngày 30 tháng 3 năm 2007, Dương Lệ Quyên, 28 tuổi, là con gái của ông Dương Cần Ký, người tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Cô thần tượng diễn viên, ca sĩ Lưu Đức Hoa. Cô không chịu học hành, mà chỉ ôm ấp hình ảnh thần tượng Lưu Đức Hoa suốt 12 năm. Lệ Quyên đặt mục tiêu duy nhất cho đời mình là được gặp nam tài tử Lưu Đức Hoa một lần. Cô bỏ học, ngày ngày chỉ xem băng đĩa nhạc của anh Cô viết thư cho anh, lặn lội từ miền Đông Bắc Trung Quốc sang Hồng Kông hai lần, với hy vọng được gặp anh. Ông Dương Cần ký cha của Lệ Quyên, cùng vợ ra sức khuyên con từ bỏ ước mơ xa vời. Nhưng cô con gái không chịu nghe. Lương của một giáo viên trung học nghỉ hưu như ông chỉ có 1.900 tệ, khoảng 3 triệu 800 đồng Việt Nam. Nhưng phải nuôi cả gia đình vì vợ ông đau yếu luôn. Không thể đi làm, cả nhà ngập trong nợ nần. Dù vậy, ông cũng vẫn chiều ý con gái của mình. Ông phải chấp nhận bán thân, bán thận, rồi bán luôn căn nhà để có tiền đưa con gái sang Hồng Kông tìm gặp nam tài tử Lưu Đức Hoa. Ngày 25 tháng 3 năm 2007, trong bữa tượng sinh nhật của Lưu Đức Hoa. Dù đã được gặp và chụp hình lúc luyện với thần tượng, nhưng cô chưa thỏa mãn, thậm chí cô còn muốn được nói chuyện riêng với anh. Trước khao khát không điểm dừng của con, ông Dương Cần Ký đã chọn cách viết thư tuyệt mệnh dài ba trang giấy, rồi nhảy xuống sông tự tử với ước mong cái chết của con mình sẽ giúp cho con gái cái chết của mình sẽ giúp cho con gái được gặp Lưu Đức Hoa. Kính thưa ông và anh chị em, Chúa Giêsu cho thấy chỉ có ý muốn của Thiên Chúa mới là chân lý đem lại cho con người hạnh phúc và sự sống thật sự. Ý của Đứng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sống hết. Anh Phaolô tông đồ cũng xác tín về điều này. Ngài nói, ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Việc để cho cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi ý muốn của Chúa Giêsu không chỉ mang đến cho người môn đệ niềm vui, nhưng còn là một niềm vui trọn vẹn. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được trọn vẹn thánh phaolô tông đồ cũng chia sẻ kinh nghiệm này trong thư thứ hai gửi tín hữu cô Đinh tô thật thế anh em đã phải ưu phiền theo ý thiên chúa nên chúng tôi không dám làm thiệt hại gì cho anh em quả vậy nỗi ưu phiền theo ý thiên chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ đó là điều không bao giờ phải hối tiếc còn những nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cuốn sách năm chiếc bánh và hai con cá. Phần chiếc bánh thứ hai, đứng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thận cũng chia sẻ kinh nghiệm này như sau. Nỗi gian khổ 9 năm biệt giam một mình với hai người ghép, không bạn bè, không việc làm. Tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối Đến mức có thể điên đi được Một đêm thanh vắng Đang lúc bị những đau khổ dày vò Thì một tiếng từ đáy lòng tôi vang lên Tại sao con quẫn trí, Hoang mang như thế làm gì Con phải phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa Những gì con đã làm và tiếp tục làm như Kinh lý giáo phận Huấn luyện nam nữ tu sĩ giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo. Tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa. Nếu Chúa muốn, con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay. Hãy tin tưởng vào Ngài, Chúa có thể làm tốt hơn con muốn nghìn lần. Ngài có thể trao việc của ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý ngài, đừng chọn việc của Chúa. Kể từ đó, Đức đăng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận luôn luôn học tập theo ý Chúa. Và ngài chia sẻ, tôi nhận ra chính Chúa muốn cho tôi ở đây, nơi nhà tù này, chứ không phải nơi khác. Tôi đã thưa với Chúa, lạy Chúa, chính đây là nhà thờ tránh tòa của con. Đây là dân Chúa trao cho con phục vụ. Con phải làm cho Chúa hiện diện giữa những người anh em chán nản, cùng khổ này. Đây là ý Chúa, nên con phải chọn. Con chọn thánh ý Chúa. Giờ đây, con là tông đồ truyền giáo của Chúa. Chính khi để cho cuộc sống của mình được điều khiển bởi ý Chúa Đức đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cảm thấy mình có một sinh lực mới thay đổi tận gốc lối suy nghĩ của mình giúp vượt qua những bước gian truân mà hầu như cơ thể không chịu đựng nổi. Cũng từ giây phút ấy, một sự bình an mới, một sự bình an mà thế gian không thể cho được tràn ngập tâm hồn Đức đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và ở với ngài suốt 13 năm tù đầy. Kính thưa ông bà anh chị em, tình yêu thiên Chúa dành cho con người là một hồng ơn lớn lao. Và nhưng không. Thế nhưng hồng ân ấy không phải là một món quà người môn đệ đón nhận làm sở hữu riêng. Người môn đệ chỉ có thể thực sự đón nhận hồng ân tình yêu này khi biết làm cho tình yêu này lan tỏa đến người khác chính trong chiều hướng đó ta mới hiểu lời mời gọi hãy ở lại trong tình thương của thầy và lời mời gọi hãy ra đi sinh hoa trái không trở nên mâu thuẫn nhưng nó hàm chứa một lời mời gọi quan trọng khác đó là lời mời gọi hãy để cuộc sống của mình được định hướng bởi tình yêu và ân sủng của thiên chúa và khi đời sống được định hướng bởi tình yêu và ân sủng của thiên chúa cũng là lúc Người môn đệ ở lại trong tình thương của Chúa, đồng thời cũng là lúc người môn đệ ra đi xin nhiều hoa trái. Xin cho mỗi người chúng ta biết đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng việc để cho ý muốn của Đức Kitô Phục Sinh chi phối toàn bộ cuộc sống của mình.